Vâng, ta tiếp tục nhé. Trước chúng ta đã dừng ở cái sơ đồ tổ hợp tần số mà có bộ chia biến đổi đúng không ạ? Bộ chia cố định đúng không? Chúng ta đang nói là với sơ đồ mà có bộ chia cố định trước bộ chia biến đổi thì khắc phục được cái nhược điểm của sơ đồ tổ hợp số có bộ chia biến đổi là nó cho phép cái bộ tổ hợp số của ta làm việc ở tần số cao đúng không ạ? Tức đầu ra EPRA của ta là cao. Yeah. Đồng thời đảm bảo cho bộ chia biến đổi ta làm việc ổn định. Bởi vì chúng ta có bộ chia cố định trước chia biến đổi, tức là tần số đầu vào bộ chia biến đổi là thấp. Chính vì vậy mà bộ chia biến đổi chúng ta làm việc ổn định. Đấy là ưu điểm của sơ đồ tổ hợp số mà có bộ chia cố định trước bộ chia biến đổi. Yeah. Tuy nhiên nhược điểm của sơ này chúng ta nói là gì? Là chúng ta có cái bước tần delta fs của ta là rất lớn đúng không? Chúng ta nói bước tần của chúng ta là bao nhiêu ạ? Delta fs với số này thì tận bằng là bao nhiêu? Bằng p đúng không? Nhân với f0. Dạ. P nhân f0. Đây là bước tần rất lớn đúng không ạ? Bước tần rất lớn. Bước tần rất lớn. Đấy. Vì vậy mà người ta tiếp tục nghiên cứu để đưa ra một sơ đồ tổ tổ khác để cho phép chúng ta giảm cái bước tần của tổ số xuống. Yeah. Cái đấy chính là cái sơ đồ. Chính là cái sơ đồ mà bộ chia có điều khiển trước chia biến đổi. Chia có điều khiển trước chia biến đổi. Sao các bạn tự nhiên này tắt hết cam hết rồi? Trong chị học các bạn bật cam lên nhá. Đây là cái sơ đồ mà bộ chia có điều khiển trước chia biến đổi. Cái sơ đồ đây các bạn có thể nhìn thấy đây đúng không ạ? Nhìn thấy đây. Chúng ta có một bộ chia với hệ số chia là n0. Bộ chia hệ số chia là a và bộ chia có hệ số chia là b cộng q hoặc b. Dạ, b cộng q hoặc b. Dạ. Thì xuất phát từ cái nhược điểm của sơ đồ chúng ta vừa nói hôm nay đúng không? Sơ đồ chúng ta vừa nói nãy là gì ạ? Đó là cái bước tần của chúng ta lớn đúng không ạ? Bước tần của chúng ta lớn. Bước tần của chúng ta là delta fs bằng p nhân f0, pf0. Chúng ta có hệ số chia n là một số nguyên đúng không ạ? Với sơ đồ trước thì chúng ta có hệ số chia n là một số nguyên. Yeah. Số nguyên. Thì bây giờ giải pháp của chúng ta là chúng ta không thiết kế một hệ số chia n số nguyên nữa mà chúng ta nghĩ xem liệu rằng bây giờ n là một phân số thì sao đúng không ạ? Liệu rằng nếu n là phân số thì có giải quyết được cái vấn đề về cái bước tần lớn p như f0 được không đúng không ạ? Được không? Thì bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn n của ta bây giờ sẽ dưới dạng là phân số đúng không ạ, bằng n không cộng với aq nhân với p
P. Đấy. Sau đó P là hệ số chia của bộ chia cố định. Nãy tao vừa nói rồi đúng không? Chia cái cố định. Tất cả các giá trị này đều là số nguyên dương đúng không? N0, A, Q, P. P đều là số nguyên dương. Chúng ta rõ ràng là đã đặt A, Q nhân P, có nghĩa là đây là một phân số tối giản, tức là A sẽ gì ạ? A chắc chắn là sẽ nhỏ hơn P đúng không ạ? Q nhỏ hơn P. Đấy. Khi chúng ta đặt N và N0 cộng AQ trên P, AQ trên P thì chúng ta sẽ có gì? Có F ra của chúng ta bây giờ. F ra thì sẽ bằng gì ạ? Bằng NPF0. Chúng ta thay N và N0 AQ trên P vào đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ bằng N0 nhân với P cộng với AQ nhân tất cả với F0 đúng không? F0. Đấy. Đây là biểu thức ta có được về tần số ra sau khi chúng ta đã thực hiện thay cái giá trị N bằng giá trị phân số N0 AQNPY đúng không ạ? Đấy. Với một bộ chia có hệ số chia là N0P không AQ thì chúng ta rất khó để thiết kế, và chúng ta chỉ biến đổi một chút cái hệ số chia này thì chúng ta sẽ có là N0P cộng AQ ta biến đổi một chút đi đúng không ạ? Chút đi thì sẽ bằng P nhân N0 trừ A cộng với P cộng Q nhân A. Được chưa? P nhân A. Như vậy là chúng ta thấy được là cái hệ số chia của chúng ta bây giờ sẽ có dạng là P nhân N0 trừ A cộng với P cộng Q nhân A. Được chưa? P cộng Q nhân A. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng với cách biến đổi như này thì chúng ta hoàn toàn có thể gì ạ? Hoàn toàn có thể xây dựng được một sơ đồ bộ tổ hợp tần số như trên hình chúng ta thấy đúng không ạ? Với một hệ số chia là N0 được chưa? Vậy chữ A mà chia là P cộng Q chia P. P Q chia P. Thì chúng ta sẽ có cái nguyên lý làm việc của cái sơ đồ này như sau. Xóa mất thời gian. Đây. Mình lên việc xưa này xong. Thì có lẽ tôi để cái hình hình vẽ để các bạn dễ hình dung hơn đúng không? Dễ hình dung hơn đúng không? Thì chúng ta có gì ạ? Có đây chúng ta có một bộ chia điều khiển đây đúng không? Đây là bộ chia có điều khiển. Các bộ chia điều khiển là sẽ có hai hệ số chia là P và P cộng Q đúng không? Hai hệ số chia là P và P cộng Q. Thì nguyên lý làm việc như thế này. Tại thời điểm ban đầu bộ đếm lùi A đây đúng không? Và bộ đếm lùi N0 được khởi tạo giá trị đếm là A và N0. Bộ đếm lùi A
Và bộ đếm ngược N không? Được khởi tạo giá trị đếm là A và N không? A và N không? Yeah. Quá trình làm việc của bộ chia hay là của bộ tầm số bây giờ được chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, bộ đếm lùi A và N0. Thực hiện đếm lùi, tức là giảm dần giá trị đi, đúng không ạ? Thực hiện đếm lùi. Đồng thời đưa tín hiệu điều khiển đến bộ chia cố định. Đây là bộ chia cố định đây, đúng không ạ? PLP hoặc Q là bộ chia cố định. Đưa tín hiệu điều khiển đến bộ chia cố định để bộ chia cố định hoạt động ở hệ số chia là P cộng Q. Yeah. Đưa tín hiệu điều khiển đến bộ chia cố định để bộ chia cố định làm việc với hệ số chia là P cộng Q. P cộng Q. Như vậy là P cộng Q là hệ số chia cố định đầu tiên mà bộ chia thực hiện chia. Yeah. B cộng Q. Kết thúc giai đoạn 1. Giai đoạn 2. Khi bộ đếm lùi A về 0. Thì đưa tín hiệu điều khiển đến bộ chia cố định. Để bộ chia cố định làm việc ở hệ số chia P. Lúc này giá trị của bộ đếm N0 là N0 trừ A, đúng không? N0 trừ A. Và giá trị của bộ đếm A bây giờ sẽ là gì ạ? Sẽ là 0, đúng không? 0. Lúc này giá trị của bộ đếm N0 là N0 trừ A tiếp tục được đếm lùi. Tiếp tục đếm lùi. Khi giá trị bộ đếm N0 về 0. Khi giá trị bộ đếm N0 về 0. Thì bộ đếm lùi N0 đưa ra một xung vào bộ so sánh pha, vào bộ so sánh pha. Đồng thời reset hệ thống về trạng thái ban đầu. Và bắt đầu một chu trình mới.
bắt đầu một chu trình mới. Bắt đầu chu trình mới. Nhắc lại cái nguyên lý trên sơ đồ như thế này, các bạn để ý nhớ. Chúng ta có thể và có hai bộ rém lùi là N0 và A. Yeah. Có một bộ chia cố định, có hệ số chia điều khiển, có thể điều khiển là P và P của Q. Ta hiểu ban đầu, thì các bộ nếu lùi N0 và A thì được thiết lập giá trị ban đầu là N0 và A tương ứng. Yeah. Quá trình thực hiện chia thì được chia vào hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là hai bộ nếm lùi N0 và A cùng nếm, cùng nếm lùi, tức là giảm giá trị A và N0 đi. Được chưa? A và N0 đi. Đồng thời, bộ nếm lùi A sẽ tạo ra một tín hiệu điều khiển để đưa tới bộ chia có điều khiển để lựa chọn hệ số chia là P cộng Q. Được chưa? Là P cộng Q. Tức là chúng ta có gì ạ? Có tổng số sung bây giờ A nhân với P cộng Q, đúng không? A P cộng Q. Được chưa? Hết giai đoạn nhất. Khi đó thì giá trị của bộ đếm lùi N0 sẽ là N0 trừ A. Được chưa? Và giá trị này tiếp tục giai đoạn thứ hai, có nghĩa là giá trị này sẽ tiếp tục giảm. Đồng thời, bộ đếm lùi A khi về 0 thì sẽ tạo ra một tín hiệu điều khiển đưa tới để lựa chọn hệ số chia cố định là P. P. Như vậy ta có tiếp số sung nữa là N0 trừ A nhân P. Được chưa? N0 trừ A nhân P. Được chưa? N0 trừ A nhân P. Vậy các bạn thấy là bằng cách thực hiện nguyên lý như chúng ta vừa nói thì chúng ta sẽ thu được một hệ số chia giống như chúng ta đã phân tích ban đầu, đúng không ạ? Hệ chia vấn bằng cách là chúng ta thay vì sử dụng hệ số chia là một số nguyên thì chúng ta sử dụng hệ số chia là một phân số, đúng không? Và chúng ta được nguyên lý chia như này. Chúng ta xem tại sao sơ đồ này, đúng không ạ? Sơ đồ này lại có ưu điểm là bức tầm nhỏ, đúng không ạ? Bức tầm nhỏ thì chúng ta thấy được với cái công thức mà tần số đầu ra sẽ bằng hệ số chia này đây, đúng không ạ, nhân với F0, thì chúng ta thấy rằng mỗi một đơn vị A thay đổi thì chúng ta sẽ có tần số đầu ra thay đổi một lượng là Q nhân F0. Như vậy chúng ta thấy là gì ạ? Ta thấy là bước tần bây giờ sẽ bằng gì ạ? Q nhân F0. Được không? Nếu chúng ta chọn Q bằng 1, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có bước tần bằng bao nhiêu ạ? Bao nhiêu đây ạ? F0, đúng không ạ? Đúng không? Bằng F0. Vậy các bạn thấy là gì? Sơ đồ này đã khắc phục được nhược điểm của sơ đồ có bộ chia cố định trước chia biến đổi bằng cách là gì ạ? Bằng cách là chúng ta thay vì sử dụng hệ số chia là một số nguyên, chúng ta sử dụng hệ số chia là một phân số, và bước tần bây giờ giảm xuống, còn delta S bằng F0 thay vì P nhân F0 như của sơ đồ mà bộ chia cố định trước chia biến đổi. Cố định trước chia biến đổi. Đấy là cái nguyên lý làm việc cũng như là cái ưu điểm của cái bộ chia này.
Liên quan đến việc thì hôm nay ta vừa nói rồi đúng không ạ? Đây, bạn nhìn thấy cái giải bổ sung đây thì các bạn sẽ tiếp tục hình dung nó dễ hơn đúng không ạ? Đúng không? Ta đây và đợt thêm đầu tiên đây đúng không ạ? Khi chúng ta có một tín hiệu vào đúng không ạ? Tín hiệu vào của bộ bộ chiều của ta chưa ạ? Chưa. Ta có gì ạ? Đầu tiên là ta sẽ có A xung, tức là bộ đếm lùi A đúng không ạ? Bộ đếm lùi A sẽ đếm đúng không ạ? Đếm A xung, được chưa? A xung, được chưa? Và bộ chia cố định chọn hệ số chia là P cộng Q thì chúng ta sẽ có là A nhân với P cộng Q xung, được chưa? A P cộng Q xung. Sau đó ta có gì ạ? Ta có khi mà bộ chia A đếm về không, thì sẽ tạo tín hiệu khiển đưa đến bộ chia cố định để chọn những số chia là P, và bộ đếm lùi N0 có giá trị N0 trừ A và ta sẽ có N0 trừ A đến P xung. Vậy tổng ta sẽ có P cộng Q nhân A cộng với N0 trừ A P xung, mà ta sẽ tạo ra một xung đầu ra ở đây đúng không? Xung đầu ra ở đây. Đây chính là cái xung đầu ra của bộ chia để đưa tới bộ so sánh pha. Chưa? So sánh pha. Thì thông thường giá trị P thông thường của ta là thường được chọn trong thực tế là 5, 8, 10, 32, 40, 64, 100, 128. Đây là giá trị thông thường mà chúng ta sẽ chọn trong quá trình thiết kế thực tế, được chưa? Các bạn thấy ở đây tất cả giá trị Q đều bằng khoảng 1 để đảm bảo là chúng ta sẽ có được cái bước tần nhỏ là delta Vs thì bằng F0. Các bạn nghỉ giải lao 5 phút nhé. Em điểm danh rồi. Thầy điểm danh ạ. Thầy cho em điểm danh ạ. Nhắc các bạn là tất cả các bạn nghỉ 5 phút nhá, xong đó thì các bạn quay lại và tất cả các bạn từ thứ hai các bạn bật camera lên giúp tôi nhá. Rất nhiều các bạn không hiểu sao bạn bật camera lên. Nhá. Nếu một số bạn bật thầy còn xem điểm danh. Bạn nào mới nhỉ? Đầu giờ đang vào không bị ao. Bạn nào nhỉ? Ao ra đi ạ. Gì? Đầu giờ nó bị ao ra lại không vào được đi ạ. Bạn nào? Em ạ, Đặng Hoàng Cú ạ. Vũ à? Dạ vâng, Đặng Hoàng Cú ạ. Vũ, các bạn có cho bạn ở đây. Dạ vâng ạ. Các bạn nào được không? Em Lê Tuấn Nam ạ. Lê Tuấn Nam ạ. Lê Tuấn Nam à? Rồi, ok. Thế cho em hỏi Minh Thành điểm danh nhỉ? Sức tuyển ạ. Thế cho em điểm Thanh danh à? với ạ. Thanh ạ. Thế cho em điểm danh với ạ. Thanh có rồi. Thầy ơi, Thái điểm danh chưa ạ? Thái có rồi. Cùng biết Thanh điểm danh chưa ạ? Biết Thanh nhé. Vâng ạ. Có rồi. Cần Xuân Lương này ạ. Sức tuyển ạ. Đây về đang vắng bạn Vũ Xuân Tuyền này. À, vâng ạ. Có
trước chia biến đổi đúng không ạ? Cái số này thì các bạn có chỗ nào chưa rõ không ạ? Có là chưa rõ về số này không ạ? Các bạn có chỗ nào không ạ? Nếu các bạn chỗ nào chưa rõ thì các bạn cứ bật mic lên nói thoải mái nhá, không vấn đề gì cả nhá. Các bạn thoải mái trao đổi chưa? Nếu các bạn cảm thấy ok rồi thì chúng ta chuyển sang tiếp theo đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về mạng tổng tần số sử dụng hai vòng quá pha nhé, hai vòng quá pha với sơ đồ đơn giản như các bạn nhìn thấy ở trên đúng không ạ? Ở trên các bạn có cần thời gian để vẽ hình không ạ? Có. Có, ok. Được chưa? Đây các bạn có thể nhìn theo sơ đồ này, chúng ta thấy là gì đấy? Là chúng ta có gì đấy? Chúng ta có hai vòng. Vòng nhất đây đúng không ạ? Vòng nhất đây. Vòng thứ hai đây đúng không ạ? Vòng thứ hai đây. Hai vòng. Thì cái sự kết hợp của hai vòng khóa pha này, nó gần giống như cái nguyên lý mà chúng ta đã học trong phương pháp tổng tần số trực tiếp đúng không? Kết hợp hai mạng tần số thừa màu đúng không? Thì cái nguyên lý kết hợp này cũng gần như vậy. Có nghĩa là mục đích chúng ta kết hợp hai vòng có pha để làm gì? Để chúng ta đạt được đồng thời cả hai cái mục tiêu là tần số đầu ra cao hay là giải đầu ra là rộng và cái bước tần hẹp. Yeah. Như vậy thì cái vòng thứ nhất của chúng ta ở đây, vòng này sẽ đảm bảo cho tần số đầu ra thế nào ạ? Đầu ra là cao đúng không ạ? Cao hay cái khác là cái mạng tần số đầu ra của chúng ta là rộng. Đồng thời vòng 2 là vòng mà đảm bảo cho gì ạ? Đảm bảo cho cái bước tần của bộ tần số của chúng ta là hẹp. Yeah. Hẹp. Đây. Thì vòng 1 của chúng ta có nghĩa là đây là vòng chính đúng không ạ? Đây là vòng chính đây. Vòng chính. Vòng 2 là vòng phụ đúng
phụ. Có một là vòng chính, có nghĩa là đây là mạng tần số thưa, tức là tạo ra giải tần rộng và bước tần rộng. Vòng hai là vòng phụ, tức là vòng mà tạo ra giải tần hẹp và bước tần hẹp. Bước tần hẹp. Dạ. Bước tần hẹp. Thì chúng ta có là cái với vòng một chúng ta có gì ạ? Ta có cái bước tần là delta f s một. Dạ. Delta f một. Ta có vòng thứ hai thì bước tần sẽ là delta fs hai. Dạ. Bước tần của hệ thống của ta là delta fs. Delta fs. Được chưa? Dạ. Các bạn nhớ lại là điều kiện kết hợp mà hai vòng ra là gì ạ? Ta có delta fs1 là lớn hơn rất nhiều so với delta fs2. Dạ. Ba gì ạ? Và f ra sẽ lớn hơn rất nhiều f ra 2. Dạ, f ra lớn hơn f ra 2. Điều kiện kết hợp hai vòng này là gì ạ? Hai vòng này là gì ạ? Là ta có gì? Ta có f ra ra 2 max chứ f ra 2 min thế bằng delta f s1 trừ đi delta f s2. Dạ. Một trừ delta f2. Và chúng ta có gì ạ? Chúng ta có delta fs sẽ bằng delta fs2. Được chưa? Và f ra sẽ bằng f ra 1. Được chưa? Đây là các điều kiện kết hợp đúng không? Và mối quan hệ giữa các đầu ra của các vòng quá pha. Được chưa? Và thêm ta có gì đây ạ? Ta có là tại vòng thứ hai, cái vòng thứ hai đây đúng không? Vòng thứ hai. Vòng đây. Điều kiện khóa là gì ạ? Điều kiện khóa vòng hai là gì ạ? Điều kiện khóa vòng hai là f 02 đúng không? Sẽ bằng f ra 2 chia cho n2. Đúng chưa? Chia cho 2. Dạ. Điều kiện khóa của vòng 1 là gì ạ? Điều kiện khóa của vòng 1 là gì ạ? Là f01 thì bằng f trung gian 1 chia cho n1. Được chưa? F trừ 1 chia n1. Nhớ. Mà ta lại có gì? Ta lại có F trừ 1 thì bằng cái gì ạ? Bằng F ra trừ đi F ra 2
Trên gió N1. Dạ, N1. Từ đó thì chúng ta sẽ có được là F ra. Ra sẽ bằng N1 F01 cộng với N2 F02. Được chưa? N02. Được chưa? Thì với sơ đồ này thì chúng ta có ưu điểm. Ưu điểm thì là do F trung gian 1 đã được hạ xuống, đã được hạ xuống. Bởi vì chúng ta có bộ trộn trừ đây đúng không ạ? Đây là bộ trộn trừ. Đây là F trung gian 1 đã được hạ xuống. Nên VCO1, đây, VCO1 có thể làm việc ở phần số cao. Làm việc tần số cao. Tức là đảm bảo cho là cái giải tần ở đầu ra của ta là rộng, đúng không? Rộng. Nhược điểm. Thì chúng ta biết là gì ạ? Chúng ta biết là cái bước tần của hệ thống của ta là delta Fs. Fs thì bằng gì ạ? Bằng delta F S2 đúng không ạ? Bằng F02. Đúng không? Bằng F02. Bằng F02. Như vậy. Nếu chúng ta muốn bộ so sánh pha ở đây làm việc ổn định. Tức là với độ chính xác cao ấy, đúng không ạ? Ổn định và với độ chính xác cao thì tần số đưa vào so pha phải là lớn, có nghĩa là bước tần của chúng ta là lớn, đúng không ạ? Có nghĩa là bước tần lớn, được chưa? Bước tần lớn. Bước tần lớn thì dẫn đến gì ạ? Dẫn đến là hạn chế số lượng tần số công tác, đúng không ạ? Bước tần lớn thì dẫn đến hạn chế số lượng tần số công tác, được chưa? Ngược lại, nếu chúng ta muốn số lượng tăng nhiều, hay nói khác là bước tần của chúng ta nhỏ, thế F02 của chúng ta phải nhỏ. Trong khi nếu F02 nhỏ thì sẽ dẫn đến là bộ tách pha của ta là làm việc kém ổn định và kém chính xác. Đây chính là cái gì ạ? Đây chính là sự trả giá hay sự ràng buộc giữa cái độ chính xác của vòng quá pha, độ chính xác của vòng quá pha và số lượng tần số công tác, được chưa? Độ chính xác của vòng quá pha và số lượng tần số công tác. Và số lượng tần số công tác. Tối mai học không? Chơi gì anh? Tối mai tuần này phải học không? Em gì? Làm gì? Hỏi làm gì? Có. Tối nào phải học à? Chắc thế. Làm gì?
Được chưa? Mấy số này có bạn nào có chỗ nào chưa rõ không ạ? Có nào chưa rõ không ạ? Rồi này các bạn, không còn vấn đề gì với số này nữa thì chúng ta chuyển sang số tiếp theo nữa. Ủa, bên này xong xóa mệt quá. Ai sợ dầm biết. Thao sơ tiếp theo như ở trên đúng không ạ? Như ở trên. Chắc chắn là với mỗi một sơ đồ sau chúng ta đưa ra thì đều sẽ có gì ạ? Đều sẽ có ưu điểm để khắc phục cái nhược điểm của sơ đồ trước. Dạ, khắc phục nhược điểm sơ đồ trước. Những điểm sơ trước chúng ta nói là gì? Là có sự trả giá giữa cái độ chính xác của vòng cọc pha thứ hai, đúng không ạ? Và cái bút tần của hệ thống, đúng không ạ? Nếu chúng ta muốn bộ so sánh pha của vòng thứ hai của ta làm được tốt thì cái bút tần của hệ thống phải lớn, đúng không ạ? Bút tần nó phải lớn. Điều này dẫn đến là giảm số lượng tập số công tác. Thì để khắc phục cái nhược điểm đấy. Các bạn có cần thời gian để vẽ cái hình này không ạ? Có.
không cho ai đến nhà mình mà mình giúp ai đến nhà người khác. Mà được chưa? Các bạn vẽ xong chưa? Vậy với số này thì chúng ta có khác gì số trước các bạn nhìn thấy đúng không ạ? Chúng ta thấy khác là gì? Ở đây chúng ta có thêm một bộ chia cú đích N M. Yeah. Bộ chia cú đích N M. Bộ chia cú đích N M. Điều này thì giải quyết vấn đề gì ạ? Giải quyết vấn đề gì? Giải quyết vấn đề gì? Để giải quyết vấn đề là cái vòng thứ hai của ta ở đây. Giải quyết vấn đề là vòng thứ hai của ta ở đây vẫn làm việc ổn định. Dạ, vẫn làm việc ổn định. Có nghĩa là F02 của ta, F02 của ta đảm bảo là đủ lớn đúng không? Đủ lớn. Dạ. Vòng làm việc ổn định có nghĩa là F02 của ta đảm bảo đủ lớn để bộ sofa làm việc có độ chính xác cao, đúng không? Đủ lớn để bộ sofa làm việc độ chính cao. Có nghĩa là delta FS2 của ta là đủ lớn đúng không? Delta FS2 là đủ lớn. Bởi vì khi chúng ta đã có bộ chia N M ở đây, bộ chia N M ở đây thì bước tần hệ thống của chúng ta là delta FS. Bây giờ có bằng delta FS2 không ạ? Có bằng không ạ? Bằng delta FS2 không ạ? Bước tần hệ thống ta bây giờ có bằng delta FS2 không ạ? Có không các bạn? Chắc chắn là gì ạ? Không bằng delta FS2. Được chưa? Không bằng delta FS2. Mà bây giờ delta FS của chúng ta FS là sẽ bằng gì ạ? Bằng delta FS2 chia cho NM. Dạ. Như vậy các bạn có thấy được gì? Được gì? Thấy là bước tần của hệ thống ta bây giờ đã là một giá trị nhỏ chưa? Đã là thì nhỏ chưa? Nhỏ rồi đúng không? Nhỏ rồi, chúng ta có delta FS2 chia M, được chưa? Chia M đã làm giảm cái bước tần của hệ thống chúng ta, được chưa? Tức là chúng ta vẫn đảm bảo là delta FS2 là lớn đúng không ạ? Lớn để đảm bảo cho bộ tách pha của vòng có pha thứ hai làm việc chính xác đúng không ạ? Chính xác và ổn định. Đồng thời vẫn đảm bảo là bước tần của hệ thống nhỏ vì chúng ta có bộ chia cố định NM ở đây, được chưa? Có chia cố định NM ở đây. Đó là cái điểm khác duy nhất của sơ đồ này so với sơ đồ trước. Sơ đồ này so với sơ đồ trước. Tiếp theo với số này thì có vấn đề gì không ạ? Các bạn có vấn đề gì không ạ?
Không vấn đề gì đúng không? Nếu không vấn đề gì chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Là bộ tổ hợp số, số trực tiếp DDS. Tổ hợp tần số, số trực tiếp DDS. Tổ hợp tần số, số trực tiếp DDS. Sau này ta có cái đặt tần số, ví dụ là CVKF, chưa? CVKF. Ta có bộ tích lũy đây đúng không ạ? Đây là bộ tích lũy. Có số bit là N. N là số bit của bộ tích lũy, chưa? Số bit của bộ tích lũy. Ta có tần số đầu ra đây đúng không? Tần số đầu ra đây. Chúng ta thấy là gì? Thấy là gì? Là với bộ tích lũy, bộ tích lũy có số bit là N thì cái dạng sung nó sẽ như này đúng không ạ? Là sung như này. Chưa? Ta sẽ tích lũy đây đúng không ạ? Tích lũy. Đây đúng không ạ? Đây. Đây. Đây là bộ tích làm việc đây đúng không ạ? Đây là bao nhiêu đây ạ? 2 mũ N. Dạ. Số bit của bộ tích lũy là N thì là giá trị của bộ tích lũy là 2 mũ N. Tức là cái bộ tích lũy sẽ tích lũy từ 0 đến 2 mũ N do reset. Reset về 0. Dạ. Tiếp tục tích lũy từ 0 đến 2 mũ N do reset về 0. Làm tương tự như vậy đúng không ạ? Đấy là cái công việc cũng có tích lũy, được chưa? Thank you.
Tôi nhớ đây bản chất nó chính là bộ gì ạ? ROM. ROM. Yeah. ROM. Yeah. Với địa chỉ đầu vào thì chúng ta sẽ tạo ra cái dữ liệu đầu ra là Synocode. Synocode. Yeah. Synocode. Với địa chỉ đầu vào đây. Địa chỉ tương ứng. Tương ứng. Thì sẽ tạo ra tín hiệu Synocode ở đầu ra. Synocode ở đầu ra. Synocode. Yeah. Synocode ở đầu ra. Thì với pseudo chúng ta vừa có nãy đây đúng không ạ? Còn nãy thì cái bút ống thấp thì rõ ràng quá rồi đúng không ạ? Rõ ràng quá rồi. Cái chức năng của nó thì bao giờ cũng là gì ạ? Loại bỏ thành phần tần số cao đúng không ạ? Sau qua thành phần thấp có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là làm cho tín hiệu đầu ra bộ biến đổi đúng không ạ? Từ số dân tương tự cho ra làm sao? Mịn hơn đúng không ạ? Làm cho tín hiệu đầu ra bộ biến đổi từ số tương tự mịn hơn. Đấy là chức năng của bút ống thấp đúng không ạ? Chức năng bộ lọc thấp. Nhắc lại nha, là bộ lọc thấp là bộ lọc mà có chức năng để làm gì ạ? Để làm mịn hơn tín hiệu ở đầu ra của bộ biến đổi từ số sang tương tự. Hiểu chưa? Số tương tự. Thì với số này chúng ta sẽ có tần số đầu ra. Tần số đầu ra ra F ra. F ra thì bằng CV kép nhân với F CLK trên cho 20N. Được chưa? F CLK đây chính là bằng F0. Trong sơ này là F0 đây đúng không ạ? F CLK là bằng F0. CV kép thì đây. CV kép tính là từ biệt tần số ở đây. Đây. Được chưa? Và đây là một giá trị thay đổi. Thay đổi. N. N chính là số bit của bộ tích lũy pha. Được chưa? N chính là số bit của bộ tích lũy pha. Đó chưa? Như vậy chúng ta muốn thay đổi tần số đầu ra, muốn thay đổi tần số ra thì chúng ta chỉ việc thay đổi gì ạ? Thay đổi từ đặt tần số ở đây. Thay đổi tần số đây. Qua ta thấy là gì? Thấy là gì? Là bước tần của hệ thống khi này. Delta MS. MS sẽ bằng F0 chia cho 20N. 20N. Các bạn thấy là bước tần là cực nhỏ đúng không ạ? Bước tần cực nhỏ. Được chưa? Bước tần cực nhỏ. Đấy. Như vậy với số này thì những tham số mà chúng ta có thể thay đổi được để thay đổi tần số đầu ra là gì ạ? Một là từ tần số, cái này rất dễ đó. Hai là N. N cũng là một tham số để chúng ta có thể thay đổi được. Đúng không? Thay đổi được. Được chưa? Thay đổi được. Đấy.
thì ta hoàn toàn có thể nhận được cái tần số đầu ra ép ra của chúng ta thay đổi, ép ra thay đổi, ép ra thay đổi. Chúng ta có ưu điểm của show này như sau. Ưu điểm là thiết lập được tần số đầu ra tùy ý, thiết lập được tần số đầu ra tùy ý với mức tần rất nhỏ, thiết lập được tần số đầu ra tùy ý với mức tần rất nhỏ, thường là nhỏ hơn 1 Hz, thường là nhỏ hơn 1 Hz. Nhỏ 1 Hz. Thứ hai là tốc độ thiết lập tần số nhanh. Tốc độ thiết lập tần số nhanh nhược điểm với số này thì tương đối phức tạp. Tần số làm việc không cao. Và có nhiều tạp âm ở đầu ra. Ta so sánh các phương pháp tổ hợp số như trên, các phương pháp tổ hợp số như trên. Ta có tổ hợp số trực tiếp, tổ hợp số gián tiếp và DDS, tổ hợp số số trực tiếp, được chưa? So sánh với các tham số là giải tần, về bước tần, về độ chính xác của tần số, về độ sạch hài và tốc độ thiết lập tần số, tốc độ thiết lập tần số.
Các bạn có thể nhìn thấy ở đây đúng không ạ? Ở đây. Với về chúng ta so sánh về giải tần, thì phương pháp tổng số trực tiếp cho chúng ta tần hẹp đúng không ạ? Hẹp. Tổ giá tiếp cho giải tần rộng và tổ hợp số số trực tiếp thì chúng ta giải tần rộng. Dạ. Về bức tần, thì tổ hợp số số trực tiếp cho chúng ta là bức tần rộng, Tổ hợp số gián tiếp cho chúng ta bức tần hẹp. Và tổ tần số số trực tiếp thì cho chúng ta bức tần siêu hẹp, được chưa? Các bạn thấy là với mỗi một phương pháp thì sẽ cho chúng ta gì, có những ưu điểm và nhược điểm riêng, ưu điểm và nhược điểm riêng. Tùy vào ứng dụng thì chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp nào cho phù hợp, có thể chúng ta sẽ kết hợp giữa phương pháp tổ hợp tần số gián tiếp và DDS, để làm gì ạ? Để khắc phục cái nhược điểm của DDS, DDS các bạn thấy là gì? Là không cho phép tạo ra tần số cao, đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng bộ tổ hợp tần số gián tiếp để cho phép ta tạo ra cái tần số ra cao, đồng thời chúng ta sử dụng ưu điểm của DDS là gì, là có cái mức tần nhỏ, đây trong thực tế thì người ta thường kết hợp giữa bộ tổ hợp số gián tiếp PLL và bộ tổ hợp tần số số trực tiếp DDS làm bộ tổ hợp tần số cho các máy đo phát hiện đạt, được các bạn có vấn đề gì với phương pháp tổ hợp số trực tiếp không ạ? Rồi, nếu các bạn không có vấn đề nữa thì chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo là làm bài tập. Bài đầu tiên, có lẽ là chúng ta một bài dễ trước đúng không ạ? Đây, các bạn ghi đầu bài vào được không ạ?
Alo thầy ơi, em bị ao liên tục thầy ơi. Yeah. Hầu như em chẳng nghe gì, cứ vào được 5 mà được 3 phút thì lại ao, vào nó cứ loát xong rồi nó mãi mới vào được bây giờ. Ừ, thế là do mạng hay do gì nhỉ? Em không biết, là mạng này tốc độ cao lắm, nhưng mà các bạn, mấy bữa bạn em cũng thế, bỏ nó một số. Có lạ nhỉ? Vâng, mai thứ 2 thì ao liên tục thầy ạ. À. Bạn bạn Nam, bạn record rồi đúng không? Ừ, thế Nam up lên cái trang học trực tuyến này nhá. Bài tập thì mức độ khó sẽ tăng dần đúng không ạ? Tương ứng với nó là điểm thưởng cho các bạn cũng tăng dần đúng không? Với bài này tương đối dễ thì là ta chỉ cộng điểm vào điểm chuyên cần thôi đúng không ạ? Bài sau khó hơn thì ta sẽ cộng điểm vào điểm bài tập lớn, được chưa? Tức là điểm thường xuyên của các bạn đấy. Giải bài này thì các bạn rất dễ thôi, các bạn là xem lại cái nguyên lý làm việc của cái bộ chia điều khiển trước chia biến đổi đúng không ạ? Và xem lại cái nguyên lý mà hôm nay chúng ta vừa học đúng không? Xem cái công thức mà chúng ta có được chưa? Chúng ta áp dụng vào đây và chúng ta tính ra thôi. Bài này thì không có vấn đề gì cả. Thank you.
Bạn nào có thể làm được nhỉ? Nếu bạn nào có sách tham khảo đúng không ạ? Sách tham khảo mà trước chúng ta đã thầy giáo cái đề khẩn đã cho các bạn rồi đúng không? Sách cơ sở thông tuyến đấy, các bạn có thể tham khảo trong quyển sách đấy nhá. Thank you.
Bên này mình làm lâu thế cơ à? Em bây giờ A bằng 6A đúng không ạ? Bao nhiêu em? A bằng 6A ạ. 6A à? Có vẻ đấy, mình không không nhớ kết quả đâu. Vậy em trình bày như nào? Cách tính đúng không? Cách tính như thế nào? Em thưa thầy là có công thức là F VCO ấy ạ. Sẽ bằng 64N cộng với A nhân cho 50 ạ. 64N cộng A nhân tất cả nhân cho 50. Sau đó từ công thức mình tính ra được N và A. Tính kiểu gì? Tính kiểu gì em? Đấy, em lấy máy tính em bấm nữa. Cụ thể đi, cụ thể như làm thế nào để em tính ra được nhỉ? 64 nhân N cộng A bằng bao nhiêu? Bằng 313.000 bằng cho FVCO chia cho 50 ạ. Thế thì làm sao mà từ cái 64 nhân N0 cộng A đấy bằng cái giá trị em vừa nói đấy mà em lại chia được N0 và A? N0 bằng bao nhiêu? N0 bằng 48.998 ạ. Tại sao N0 lại bằng 48.998 nhỉ? Em đặt em tính hả? Nó bằng cái gì đấy là không, làm sao để tính ra được cái giá trị đấy nhỉ? Don't speaking ấn nó đi nữa. Gắn đúng rồi đấy, em xem là tại sao em lại tính ra được cái giá trị N0 đấy. Em bấm máy tính ạ. Em bấm như thế nào? Bấm như thế nào? Nghĩa là N sự với N sẽ bằng N sẽ bằng bằng cái F VCO chia cho 50 ạ. Bằng F VCO 50 mới thế nào? Tất cả chia cho 64 ạ. Từ cho A chia cho 64 ạ. Thế thì N0 sẽ bằng N0 sẽ bằng 49.060 trừ cho A chia 64. Sao nữa? Lúc này mình sẽ tính được A là bằng 62 ạ. A bằng 62. Tại sao lại tính được A bằng 62? Nó phải tính N0 trước chứ. Đây là bài toán gì đây? Đây là bài toán mà tìm hai số nguyên dương đúng không? Hai số nguyên dương N0 và A mà biết cái mối quan hệ giữa N0 và A rồi. Bài toán này bài toán rất đơn giản rồi. Tính như nào nhỉ? 64 như N0 cộng A bằng một cái giá trị nào đấy đúng không? Thế thì N0 sẽ bằng, trong đó A chắc chắn sẽ nhỏ nên là không đúng không? Thế thì N0 sẽ bằng
Ô, cái chỗ này mà lại khó thế à? Bao nhiêu em nhỉ? Giá trị thì là mình nghĩ là em đúng rồi, nhưng vấn đề là làm thế nào để em tính được cái giá trị đấy ấy. Đúng không? Bạn này chỉ có một công thức để tính ghép ra thôi. Cái gì ạ? Bạn này chỉ cho A là một giá trị xong tìm L, xong từ đó là rút ra quan hệ là A max sẽ có thể đạt được bằng giá trị bao nhiêu đó. Cho A là giá trị xong tìm N á? Vâng. Thì nó lại không đúng. Thế thì em cho bao nhiêu giá trị A cho nó đủ? À, em tìm giá trị A lớn nhất ạ. A lớn nhất là em thử lần lượt A bằng 63, 62, 61, 60 à? Không. Ừ. Làm nào? Thì có cái công thức F ra bằng A nhân P cộng Q cộng với cả P nhân N không trừ A nhân tất cả nhân F không ạ. Thì em trong cái phương trình đấy em cho A bằng 0 ạ. Để tìm được ra cái giá trị N là lớn nhất đấy ạ. Ừ. Đấy, thì khi đó em mới tìm được giá trị N nó là bằng 49.060 ạ. Ừ. Thì cái giá trị A max nó sẽ là bằng F đa trị F0 trừ đi P nhân N0 ạ. Ừ. Đấy là giá trị A max ạ. Còn giá trị bao nhiêu thì nó sẽ chạy từ 0 đến 62 ạ. Ok. Ừ. Có lẽ em hiểu ấy, như là nó em này là làm cho vấn đề nó hơi phức tạp hơn một tí. Đơn giản là chúng ta có công thức như em vừa nói nãy là 64 nhân N0 cộng với A bằng một số ở đấy đúng không? Đúng không? Đấy, khi là N0 sẽ bằng cái gì? N0 thì sẽ bằng cái là giá trị của em tính ra là bao nhiêu nhỉ? Cái giá trị bằng 49.060 ạ. Bao nhiêu? 49.060 ạ. Không, cái giá trị mà FVSO chia cho F0 ấy. À, em đợi chút em bấm lại cái 3.139.902 ạ. 3.139.902 502 gì đấy? 902. 902. À, 902. Đấy. Thế bây giờ là gì? Chúng ta có là 64N0 cộng với A thì sẽ bằng 3.139.902 đúng không? Vậy đơn giản N0 sẽ bằng cái gì ạ? N0 sẽ bằng phần nguyên, đúng không? Phần nguyên của phép chia gì? Phép chia cho gì nhỉ? 3.139.902 chia cho 64 đúng không? Đúng không? Ừ. Yeah. Ta tìm được A, tìm được N không rồi thì ta thay vào và ta tính A thôi đúng không? A sẽ bằng phần này. Đây không phải là bài toán mà tìm hai số nguyên dương mà có A nhỏ N không không? Cái đó là bài toán rất là đơn giản rồi đúng không? Có gì khó khăn chỗ này không nhỉ? 049. Bạn tên là gì nhỉ? Bạn vừa trả lời tên là gì nhỉ? Người đầu thì em không biết, nhưng mà cái lúc mà em bảo tìm A max em tên là Sơn ạ. Sơn à? Huy Sơn ạ.
Huy Sơn à? Huy Sơn. Lại là Huy Sơn à? Bạn bạn đầu tiên tên là gì? Lúc đầu ấy mà ra kết quả rồi nhưng mà giải thích nó chưa rõ lắm, tên là gì thế nhỉ? Khuê rồi ạ. Cái gì? Khuê ạ, Đinh Viết Khuê ạ. Khuê à? Ừ, Khuê. Đinh Viết Khuê, ok. Do bài đơn giản này, ta kết thúc bài này đây đúng không ạ? Ta chuyển sang bài khó hơn tí nữa đúng không? Đây, các bạn ghi câu hỏi vào nhé. Bài này thì các bạn sẽ được cộng điểm vào điểm thường xuyên đúng không? Cái điểm kiểm tra giữa kỳ của các bạn đấy. Sao có rất nhiều bạn không bật cam lên nhỉ? Chép xong đầu bài chưa? Rồi đã. Ok, các bạn để sơ đồ nhé, để sơ đồ đây.
Để làm bài này thì cũng rất dễ thôi đúng không ạ? Nhìn sơ đồ này nhưng thực ra là nếu các bạn áp dụng đúng cái công thức thì cực kỳ dễ nhá, cực dễ. Các bạn dở lại cái phần mà các bạn vừa học xong về phương pháp tuần số và sử dụng kết hợp hai vòng khóa pha đúng không ạ? Pha. Sau các bạn áp dụng đúng cái công thức mà các bạn đã học vào vào đây thì chắc chắn là các bạn sẽ tính được ra ngay thôi đúng không ạ? Không gì khó với sơ đồ này cả. Nhìn cảm giác là phức tạp thì ra là rất dễ.
Có. Tại em đọc các mối quan hệ để kiểm tra thôi mà. Tức là F ra 1 nó bằng F trung gian 1 cộng với cả F ra 2 ạ. Thế này cho dễ đọc hơi khó cho em viết ra giấy chưa? Rồi ạ. Rồi viết giấy nhá, sau đó em chụp cái màn hình được chưa? Chụp lại nhá. Chụp lại xong làm sao để em đưa lên màn hình máy tính được không? Được ạ. Ừ đấy, em đưa màn hình máy tính xong em share cái screen của cái bài làm của em ra, hiểu không? Có. Ừ đấy, nếu nào được thì để mình tắt cái share screen để em share nhá. Nhiệm đấy nhỉ? Được chưa? Để đợi một chút nó hơi nhòe. Mà thấy học trực tuyến so với học ở trên lớp thì thế nào? Đấy khác gì không? Không ăn thua rồi ạ. Không ăn thua à? Học trên lớp thì ăn thua hơn à? À. Thế có chịu có học không? Mạng kém quá thì ạ. Đấy xe toàn đi. Mạng kém á? Toàn giật à? Mạng em kém lắm sao? Bị ao mấy lần như thế ạ? Ừ. Sao thấy cái điểm tổng kết khóa 15 mà sao điểm thấp thế? Cả khóa có mấy hai bạn được học bổng à? Đúng không? Đâu, lớp em có 3 đứa mà thầy. Sao mình thấy cái danh sách chỉ có hai bạn 15 nhỉ? Bạn nào bổng nhỉ? Lớp khóa 15 bạn nào bổng nhỉ? Nguyễn Đỗ Đức Thịnh nhỉ? Hả? Khóa 15 là khóa đông nhất mà đúng không nhỉ? Thầy cho em lên hốt nữa. Để mình bỏ cái xe sạc lên nhá. Anh này em chỉ tóm tắt chứ em chưa có tính được đáp số đâu vậy ạ? Không cần đáp số, chỉ cần cách làm thôi, hiểu không? Dạ. Rồi em share đi. Share cái màn hình của em lên. Đây là các cái em rút ra.
đây đây vâng. Rồi em trình bày đi, em trình bày đi, trình bày đi. Thì từ cái sơ đồ có nhỉ, cái này phải có cái sơ đồ thì mình nhìn mới theo dõi, cái này thì làm sao mình theo dõi được nhỉ, dở quá nhỉ. Em chụp cái này này. Làm sao có ép cái sơ đồ vào đây được không? Có, thầy đợi em chút. Ép cái sơ đồ vào đây nhìn này. Thế này các bạn không nhìn này, các bạn không theo dõi được. Em là Sơn đấy à, đúng không? Dạ vâng. Các bạn thấy sao mà chưa có cái sơ đồ xe cùng một lúc ấy, xem nào, đây nhiều người có thể xe nhá, đây cái screen mình lên xem nào, này này không ấy được nhỉ, thay chuyển tay cho em đi ạ, như này thì nó lại không nhìn thấy cái của em, em cho nó ra được mà tạo màn hình rồi thầy ạ, tức là của em xe rồi đấy, dạ vâng. Xem nào. Xe lên. Rồi ok. Rồi em nói đi. Rồi, thì từ cái sơ đồ thì em rút ra được cái F31 nó bằng F01 AF trung gian ở đây cộng với cả F32 ạ. Ok. Vâng. Thì cái F32 ở đây nó sẽ bằng là F32 nó ở đoạn này nó sẽ bằng là M lần F thạch anh ạ, trừ đi chia F trung gian, tất cả chia cho 50 rồi ạ. Ok. Vâng, còn F trung gian 1 nó sẽ bằng là L1 nhân với cả L1 nhân với cả F0 trong tất cả chia 2 ạ. F trung gian 1 thì bằng bao nhiêu? F01 nhân L1 tất cả chia 2 ạ. F trung gian 1 thì F01 nhân L1 chia 2 á. Vâng. Đó. Đoạn này ạ. Đang nhầm lại thế nào? F01 bằng bao nhiêu? F01 F0 nhân L1 nhân 0. Đúng rồi. Nhân 2 hay là chia nhân 2? Đấy là đây chia đúng không? Thì F trung gian phải là bằng F trung gian chia 2 cơ mà, đúng không? Vâng. Tức là đoạn này là F01 nó bằng F trung gian nhân là 1 nhân 2 à? What? Em đang rút cái F trung gian ở đây ạ. Bằng bao nhiêu? Bằng F01 nhân là 1 chia 2 ạ. Em đang bị nhầm nhá, bây giờ em nhìn này, F trung gian 1 nhá, đúng không? Qua bộ chia 2 đúng không?
vâng. Qua bộ chia biến đổi N1 đúng không? Thì sẽ vâng. được bằng F0 1 đúng không? F01, vâng. Ừ, thế thì sao lại F trung hạn 2 lại bằng F01 nhân N1 chia 2? Ừ, thế đoạn này phải em nhìn theo chiều mũi tên nhá, nhìn theo chiều mũi tên nhá. Vâng, thế thì đoạn này phải là F trung gian 1 nó bằng F01 nhân N1 nhân 2. Ừ, đúng rồi. Vâng, thì đoạn chỗ F trung gian 1 sửa thành nhân 2 rồi. Vâng. Ừ, tiếp tục đi. Thì F trung gian 2 ở đoạn đây thì nó chỉ là lấy F01 nhân với cả N2 nhân N2 ạ. Ừ, F02 nhân với N2 ạ. Rồi. F trung gian 2 ạ. Ừ. Vâng. Em cái F N2 chia F02 ạ. Nhân F trung gian 2 nó bằng N2 nhân với cả F. Nhân với gì? F, à, chia. Cái gì? F trung gian 2 bằng bao nhiêu? F trung gian 2 nó bằng F02 chia cho N2. Lại nhầm giống ở trên rồi. Nhân N2. Nhân nào? Ừ, nhân sao chia được? Em nhìn theo cái chiều nhân. Tên kia. Đúng không? Chiều cái tên kia mà. F trung gian 2 chia cho N2 thì nó mới bằng F02 các bạn đúng không? Dạ vâng. Ừ, tiếp tục đi. Thì cái F01 nó chính là bằng F thạch anh chia cho M1. Ừ. F02 cũng là F thạch anh chia cho M2 ạ. Ừ. Thì em có, thì đề là cho có các cái số này thì em chỉ thay để tính. F ra thì bằng từ 1 đến... Từ 10 cho đến 50 B ạ. Ừ. M1, M2 có... hệ số nhân này, hệ số m, nhân m có được ạ. Ừ. F ra 2 bằng như này. Thế này thì nó chưa ra đâu, em thế này thì nó vội quá, phải tính tiếp nhá. Nó rõ ràng hơn tính F ra nè. Vâng, tính F ra. Rõ ràng hơn, như này thì các bạn không hiểu đâu. Đó. Vâng, em mới biết được đến đây ạ. Ừ, rõ ràng hơn đây, viết tiếp đây, rõ ràng hơn tí nữa nào. Viết tiếp ra. Vâng, em đang nghĩ ạ. Thay vào rồi đúng không? Các bạn mà thay vào tính ra đi. Em muốn tìm N1 với N2 theo giải hệ phương trình có được không thầy? Ừ, em là ai nhỉ? Em là Yến ạ. Yến à, Yến bật cho mình cái cam này cái nào. Camera của em bị hỏng thế ạ. À, hỏng à? Thế thì trình bày khó quá nhỉ? Em nói. Đâu là tối đi ạ? Tức là em sẽ lấy cái phương trình của F ra 1 ạ, bằng F trung gian 1 cộng với lại F ra 2, em sẽ thay tất cả các dữ kiện có vào trong cái phương trình đấy. Mục đích để còn cái ẩn N1, N2 ạ. Ừ. Đấy là một phương trình của em. Còn một phương trình nữa là em thay qua công thức mà thầy cho ghi ở chỗ điều kiện khóa của hai vòng ấy ạ. Ừ. Cái công thức F ra thì bằng là N1 nhân F01 cộng với lại N2 nhân F02 ạ. Là em sẽ rút ra được cái phương trình đấy là phương trình thứ hai có chứa ẩn N1, N2. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái chỗ F02 ấy thầy ạ. F02 thì là theo ở trên sơ đồ thì nó sẽ bằng F thạch anh chia cho M2 đúng không thầy? Em thay chia bài đúng rồi, đúng rồi.
Nhưng mà thế cái F02 này thì mình có tính ra được không đấy? Tại vì em không tính được ra cái F02 này. Nếu mà tính ra cái F02 này thì lắp vào phương trình thì nó sẽ còn mỗi 2 ẩn N1, N2 thì mình sẽ giải được hệ. N2 thì bằng F thành anh chia ra M2 gì đó. Ở trong đề bài là chưa có F thành anh rồi ạ. Chưa có đúng không? Có F thành anh không? Vâng. Chưa đúng không? F thành anh tính được. Mình tính F thành anh đúng rồi. F thành anh là cái đầu tiên là mình phải tính đấy. Hiểu không? Mình phải tính được F thành anh thì là mình mới tính được các cái khác đúng không? Vâng. Nhưng mà cái F thành anh đấy nó có mối quan hệ với lại F02. Mình chỉ biết ẩn M thôi thầy ạ. M1, M2 đấy chứ. M1, M2 biết đúng không? Vâng. Mình biết cái gì nữa? Biết F2 ạ. F2 biết đúng không? F2 thì nó có liên hệ gì với những tham số khác? Nãy là mình vừa học rồi mà đúng không? Theo cái công thức của bạn Nghi Sơn, bạn Nghi biểu diễn. Chưa, Sơn chưa có công thức đấy đâu, chưa công thức mà F2 đâu. Tôi chưa tính F2 đâu, không biết. Đấy, cái F2 có mối liên hệ gì mà mình lúc ấy dạy về kết hợp hai vòng, mình đã nói là điều kiện để cấp kết hợp hai cái vòng khóa pha ấy là gì nhỉ? F2 max trừ F2 min thế nào? Thế nào nhỉ? À, bằng delta F1 trừ delta F2. Ừ, đấy. Mà F2 max F2 min biết chưa? Đúng rồi, thì là 100 kia. Ừ, thế thì cái delta F1 thì có tính được không? Delta F1 có tính được không? Có tính được không? Delta F1 thì sẽ bằng F01 rồi. Delta F1 bằng bao nhiêu? F thành anh trên M1. Đấy, bây giờ bài toán là mình phải xác định được delta F1 và delta F2 đúng không? Đúng không? Vâng. Thì xác định được cái này là coi như là bài toán nó giải quyết đúng không? Thế delta F1 thì bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu nhỉ? F thì anh trên M1 đúng không thầy? Chưa đúng. Nhìn kỹ là cái sơ đồ. Nhìn em lại cái sơ đồ nhá. Bây giờ cái sơ đồ cái trên của em ấy, đây là nhìn này, mình bật lại cái này nhá. Đây cái sơ đồ ở đây đúng không? Nhìn lại nhá. Vì cái thời gian nó chỉ còn khoảng 3 phút nữa thôi. Đấy, 3 phút nữa là hết cái 40 phút rồi, là tự ao là người ta nghỉ đấy nhá. Nhưng các bạn lưu ý rất rất nhanh cái này này. Đây, các bạn lưu ý lại cái đó, sao tự nhiên này không vẽ được này. Đây, các bạn để ý lại nhá, để ý lại cái vòng này. Đây là vòng 1 của ta đúng không? Đấy, các bạn xem trong cái vòng này thì cái bước tần nó là bao nhiêu đúng không? Mình đang muốn tính delta F1 là đang tính bước tần của vòng này đúng không? Đúng không? Vòng này là vòng gì? Vòng mà có bộ chia cố định trước chia biến đổi. Đúng không? Thế thì các bạn phải dở lại cái bài mà các bạn vừa học xong, là cái bước tần của bộ chia cố định trước chia biến đổi là bằng bao nhiêu? Bao nhiêu ạ? B nhân F0. B nhân F0 có nghĩa là delta F1 bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu đây? 2F0. Ừ. Delta F1 bằng 2F0 đúng không ạ? Đúng không? Mà F0 thì bằng F thành anh chia M1 đúng không ạ? Tương tự delta F2 bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu ạ? Bằng M nhân F thành anh trừ đi F trung gia 2 ạ? Không. Đấy là F2. Đây là delta F2 cơ mà, đúng không? Bước tần của cái dữ liệu ở chỗ này nè. Đấy, các bạn lại dở lại cái sơ đồ mà chúng ta vừa học xong.
có bộ chia cố định ở đây đúng không? Sơ đồ vừa học xong đúng không? Thì bước tần là bao nhiêu ạ? 2F0. Bao nhiêu? Đấy, vấn đề các bạn bò lần delta FF. Bao nhiêu ạ? Bò delta FF bằng delta FS I chia cho 50 đúng không ạ? Các bạn vừa học xong mà các bạn không dở lại à? Nãy em ta vừa nói là delta F ra 2 ở đây thì bằng cái gì? Delta F ra 2 chính là bằng gì ạ? Chính là bằng delta F FS bước tần hệ thống đúng không ạ? Ta chỉ còn có 1 phút nữa là hết rồi. Đúng chưa? Có đúng không? Thì bằng bước tần của cái vòng này chia cho hệ số chia đây. Được chưa? Delta F ra 2 thì delta S2 bằng bao nhiêu? Bước tần vòng này, ôi giời,